áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách Công nghệ lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ cùng nhau đi soạn bài ôn tập chương 2, chương về lâm nghiệp. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời và ôn tập lại những câu hỏi đã từng xuất hiện ở trong chương học này. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi 138, công nghệ lớp 7. Rừng có vai trò gì? Phân biệt các loại rừng phổ biến ở nước ta. Chúng ta sẽ cùng nhớ lại kiến thức về rừng để chúng ta trả lời. Chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên về vai trò của rừng. Vai trò đầu tiên là rừng cung cấp nguồn gỗ. Vai trò 2, giúp điều hòa không khí. Vai trò 3, rừng giúp điều hòa nước. Vai trò 4 là rừng giúp chống đổi biến đổi khí hậu. Vai trò 5, rừng là nơi cư trú của động thực vật và lưu giữ các nguồn gen quý hiếm. Vai trò số 6 là bảo vệ và ngăn chặn gió bão. Vai trò số 7 là rừng chống xói mòn đất. Chúng ta sẽ phân biệt các loại rừng, chia thành 3 loại: rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng đặc dụng. Rừng phòng hộ với vai trò bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường. Rừng sản xuất với vai trò sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản quý, giúp phòng hộ và bảo vệ môi trường. Với rừng đặc dụng, có tác dụng giúp bảo tồn thiên nhiên, nguồn gen sinh vật. Thứ hai, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Số 3 là phục vụ nghỉ ngơi, du lịch và việc nghiên cứu. Chúng ta sẽ bước sang câu hỏi 2. Hoàn thành mẫu theo bảng dưới đây về các phương pháp trồng rừng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi bảng ở trong sách giáo khoa, tìm hiểu về phương pháp trồng rừng. Trồng rừng bằng cây con có bầu hoặc là trồng rừng bằng cây con dễ trần. Ưu điểm của hai loại này, với ưu điểm về trồng cây con có bầu là sức đề kháng cao, giảm thời gian và số lần chăm sóc với tỷ lệ sống rất cao. Trồng con bằng cây con dễ trần với sức đề kháng cao, giảm thời gian, chi phí và số lần chăm sóc cũng tiết kiệm chi phí. Về nhược điểm của phương pháp trồng cây con có bầu là chi phí rất cao, còn trồng cây con có dễ trần là tỷ lệ sống thấp hơn. Đối tượng rừng phù hợp, trồng cây con có bầu thì phù hợp với nhiều loại cây. Còn trồng bằng cây con dễ trần, rừng có loại cây có bộ rễ phát triển phục hồi như là tràm, đước, tre. Chúng ta sẽ sử dụng trồng ở trong rừng. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang câu hỏi 3, nêu các biện pháp chăm sóc cây rừng. Với những loại cây rừng như thế, chúng ta sẽ chăm sóc như thế nào? Không đơn giản chỉ là chăm sóc những cây cảnh bình thường như nhà chúng ta. Thế thì chăm sóc cây rừng với biện pháp như sau. Chúng ta sẽ làm hàng rào để bảo vệ cây. Chúng ta sẽ phát quang và làm cỏ dại. Chúng ta sẽ tỉa và dạm cây. Tiếp đến là chúng ta xới đất và vun gốc. Cuối cùng là chúng ta sẽ bón phân cho cây. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang câu hỏi số 4, trang 38. Tại sao phải bảo vệ rừng và môi trường sinh thái? Nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái, liên hệ với thực tiễn của bản thân. Ở câu hỏi này, cô sẽ hướng dẫn như sau. Lý do chúng ta cần bảo vệ rừng và môi trường sinh thái đó chính là vai trò từ rừng và hệ sinh thái đem lại rất nhiều, cung cấp gỗ, điều hòa khí hậu, điều hòa không khí, điều hòa nước, chống biến đổi khí hậu, là nơi cư trú của động thực vật và lưu giữ các nguồn gen quý hiếm. Bên cạnh đó, rừng và môi trường sinh thái giúp bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất. Chúng ta sẽ tìm hiểu những việc chúng ta nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái là: đầu tiên, làm cỏ, chăm sóc rừng thường xuyên. Số 2 là chống cháy rừng. Số 3, tuyên truyền và bảo vệ rừng. Số 4, nâng cao năng lực phi thi pháp luật bảo vệ rừng. Số 5 là chúng ta gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên. Số 6 là trồng rừng đầu nguồn. Cuối cùng là chúng ta sẽ tuần tra bảo vệ rừng. Những việc chúng ta không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái đó chính là: không nên đốt nương để làm rẫy, không chăn thả gia súc, trâu bò, không khai thác gỗ xuất khẩu. Liên hệ bản thân chúng ta cần như sau. Chúng ta sẽ học tập thật tốt để sau này sẽ trở thành cán bộ kiểm lâm. Chúng ta sẽ trở thành một tuyên truyền viên, thường xuyên tuyên truyền bạn bè, người thân, mọi người xung quanh về vai trò của rừng, ý thức bảo vệ rừng. Chúng ta sẽ thực hiện bảo vệ cây xanh ở gia đình, trường học và nơi em sinh sống. Câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại phần ôn tập chương 2 ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.